Chiều 30 tháng 5 năm 2018, Công an huyện Cam Lộ đã tiến hành tiêu hủy khẩn cấp một lượng sùn gà đã bốc mùi hôi thối, được vận chuyển trên xe biển số Lào đưa đi tiêu thụ. Trước đó, vào khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 9, Công an huyện Cam Lộ phối hợp với phòng PC67 Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành kiểm tra đối với xe ô tô mang biển kiểm soát UN9559 do Nguyễn Mai, trú tại Hòa Nhơn, Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng điều khiển chạy hướng Lao Bảo, Đông Hà. Tại thời điểm kiểm tra đã phát hiện trên xe vận chuyển 300 kg sùn gà đã bốc mùi hôi thối. Toàn bộ số hàng này được chia nhỏ trong từng bao ni lông và đóng vào kẹt xốp, không có kiểm dịch, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, nên Công an huyện Cam Lộ đã lập biên bản xử lý và tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật.